Bố già tập thứ 16. Nội dung văn thư sắc láo như vậy đó. Vì sự thật ông Trùm Corleone vẫn liệt cánh El Capone không hơn một phần hiếu sát ngốc nghếch. Mật vụ nằm vùng cho hai đàn anh đã mất tay ngôi chính khách, phần vì thái độ côn đồ lộ liễu, phần vì đã có mùi làm dạo phi pháp. Đúng thế, quan điểm của ông Trùm xưa này vẫn là El Capone hay phe nào đi nữa mà không có thế lực chính trị làm hậu thuẫn, không được bà con che đậy thì cũng bị triệt như bỡn. Đúng là El Capone đang đi vào con đường chết. Và cứ cho rằng lực lượng phe hắn có ghê gớm thực sự thì cũng chỉ ghê gớm quanh quẩn ở vùng Chicago chứ không hơn. Đòn chiến thuật của Vito Corleone thần hiệu, không hẳn thiên hạ ngán ở chỗ chơi quá dữ, mà vì phản ứng thật cấp kỳ, ổng làm cái rụp dễ sợ quá. Nếu mật vụ của Corleone ghê gớm như vậy thì dở trò gì ra còn dám rước thêm tai họa nữa. Thôi thì tốt hơn là biết điều kết bạn đi cho rồi, còn có chút ân nghĩa. Sau đó phe Al Capone bèn có lời phúc đáp bất càng thiệp. Thế là quân bình lực lượng, toàn thể giới giang hồ giao búa của Mỹ quốc sợ sững, đâm ra nể mặt Vito Corleone quá xá, chỉ vì dám hạ nhục cả phe El Capone. 6 tháng liền cánh với Corleone đánh lớn, và Maranzano cứ chạy dài, sông già dách chỗ nào cũng bị cướp, thằng bao đệ số 1 của Maranzano toàn khu Harlem bị hút nguyên một ngày thâu, vồ hết tiền, còn mượn luôn tập cuốn biên lai giấy biên đề nữa. Mọi cơ sở, mọi ngành đều bị phá tan hoang. Đàn em Maranzano ăn tiền chủ nhân đàn áp cán bộ nghiệp đoàn cắt may thì người của Clemenza nhảy vô bình công nhân làm thịt cho bằng thích. Làm sao mà đỡ nổi, cú nào Maranzano cũng lãnh đủ vì bộ óc của ông Trùm Corleone siêu việt quá, tổ chức cự quá. Nết hung dữ giết người như chơi của ông địa Clemenza được sử dụng đích đáng vào dịp lật ngược tình thế. Chừng đó mới thấy trọn lực lượng phòng hờ của Capone Tessio vào dứt trận, nghĩa là thanh toán mấu chốt Maranzano. Dĩ nhiên trước đó vua cờ bạc cuốn quýt cử người đi năn nỉ xin hòa, song bao nhiêu sứ giả đều chẳng có cách nào gặp được Vito Corleone. Bọn đàn em thấy nguy cơ, không muốn thiếu mạng bèn rủ nhau lĩnh hết. Đám bảo đề, đám Setti trở cờ, phát tiền chung cho phe Corleone. Trận chiến kể như chấm dứt. Nhưng Maranzano thì còn việc làm cho Tessio. Gã Capone rắn độc bèn sắp đặt để mấy thằng đàn em thân tín của nó bắn đứng thủ lãnh, mang thủ lãnh nạp mạng cho rồi, còn làm ăn nữa chứ. Mấy ông đàn em chọn đúng đêm giao thừa, hết năm 1933, bước qua 1934 để giao hàng. Chúng bể chuyện Vito Corleone bằng lòng gặp đàn anh ở một nhà hàng lớn khu Brooklyn, còn tình nguyện làm cản dễ đưa Maranzano đi phó hội. Chúng hướng dẫn đàn anh vô ngồi bàn nhấm nháp mổ bánh rồi nhanh chân biến gấp để nhường chỗ cho Tessio dẫn 4 thằng đàn em bước vô. Vụ lấy mạng diễn ra quá gọn, đàn anh Maranzano ăn đạn chỉ nát người nhưng miệng vẫn còn mổ bánh mì đang nhai dở. Lúc bây giờ mới dứt hẳn bao nhiêu mối làm ăn của người quá cố, bèn lạ làng nhập chung với một tổ chức của Vito Corleone. Người nào việc nấy in như cũ khỏi thay đổi. Ông Trùm còn đoạt thêm một chiến lợi phẩm bên lề là nắm được nghiệp đoàn công nhân may ở Nữ Ước. Công việc làm ăn lên như thế, nhưng việc nhà mới làm điên đầu ông Trùm. Thằng Santino Corleone, đứa con trai đầu lòng chứ ai. Sonny mới 16 tuổi nhưng ngực nở vai rộng, cao đúng thước 8 đã ngại qua rồi. Thằng Fred ngoan ngoãn, Michael vừa chập chững biết đi. Chỉ có mình nó, thằng Sonny luôn luôn gây vã, chẳng học hành gì, tối ngày lo đánh lộn làm bố già Clemenza ngán quá. Một hôm, ông bố đỡ đầu buộc lòng phải cho ông bố đẻ hai một vụ động trời của thằng ông con Sonny. Nó ngu quá, giác súng rủ hai thằng bồ bịch đi ăn cướp. Trời đất! Ông Trùm đùng đùng nổi giận, cả đời chỉ giận dữ vài lần, bèn hỏi có thằng Tom mấy năm nay nuôi mộng nuôi trong nhà có dính vô không. Thì Clemenza lắc đầu. Một chiếc xe được cử đi lôi đầu thằng Sonny tới văn phòng của hãng dầu Kenzo Pura gấp, nhưng chịu đành bó tay không làm gì được nó. Có hai cha con trong phòng, Vito Corleone đã phải dở thổ ngữ Sicily ra chửi một mắt tàn tệ mất mặt, rồi hỏi gặn: mày có quyền gì làm cái việc ngu xửng đến như vậy, mà tại sao làm vậy mới được chứ? Sonny nín thinh, lại là mặt cáu giận. Ê, sao mày ngu vậy? Được bao nhiêu á mà làm? 20 hay 50 đô?
Mày á, thí thân mày vì bấy nhiêu đó hở thật cái thằng khốn. Nó không trả lời, nó làm như không nghe. Sony buông đúng một câu: con thấy bố hả, Fanucci. Giơ hai tay lên kêu trời một tiếng, rồi gieo mình xuống ghế, ông trùm ngồi chết lặng. Lúc Fanucci về, mẹ bảo con về nhà được. Con thấy bố lên tuốt nóc nhà, con đi theo. Bố làm gì con thấy hết. Con núp một chỗ, bố thảy cái dí liền khẩu súng con cũng biết nữa. Ông Trùm cất tiếng thở dài: hey, nếu vậy thì tao hết nói được mày thật. Bây giờ mày hết muốn học, mày không muốn làm luật sư. Mày không biết một thằng luật sư ôm cặp tóc làm ăn còn mạnh hơn cả ngàn thằng bịt mặt có súng. Sony nhà răng cười: thôi con làm việc nhà. Thấy nó cười mà bố không nói không rằng, không la mắng mà cũng không cười theo, Sony chêm thêm vô một câu: con dư sức học bắn dầu ô liu chứ bộ. Ông Trùm ngồi yên, chừng lên tiếng chỉ triết lý một câu: ê, thôi thì mỗi người mỗi phần xấu hết. Có ý ám định, định mệnh đã dung đuổi thằng con cả vô nghề này, nên mới cho nó thấy cái vụ thằng Fanucci. Victor quay mặt đi thẳng thờ nói: à, sáng mai 9 giờ đúng, mày tới đây. Kenzo sẽ giao công việc cho mày. Một tay con siết Cleory ngon như Kenzo thì làm gì không biết thâm ý ông sếp, nên công việc của Sony chỉ là ngày ngày đeo theo bố làm cận vệ, lúc nào cũng có nó một bên ông Trùm để bên tai nghe lời vàng tiếng ngọc, cứ ngồi ngoài nghe cũng lãnh hội thiếu gì kinh nghiệm là để làm ăn. Rõ ràng Genso đã sắp đặt cho Sony có cơ hội gần gũi để đích thân ông bố gián tiếp truyền nghề. Có ngày nào Vito Corleone không cảnh cáo thằng lớn về tật dễ nổi nóng, mở miệng ra là đe dọa, là cái đó là sơ hở lớn nhất, điên khùng nhất. Không suy nghĩ, nổi khùng lên cái gì cũng dám làm là dễ mất mạng nhất. Con người có Vito Corleone không thể nào như vậy, tuyệt đối cả đời chẳng đe dọa ai, chẳng nổi sùng ẩu. Ông bố muốn nhét thằng con lớn vào khuôn khổ kỷ luật đó nên luôn miệng nhắc nhở: à, trên đời không có cái gì lợi cho bằng á. Mình lỗi một đối phương cứ tưởng mình lỗi một mà đối phương cứ tưởng là 10, và mình bảnh 10 mà anh em bầu bịch dẫn đinh ninh mới có 1. Về phương pháp kỹ thuật làm ăn, Sony được danh sư Clemenza uốn nắn chỉ đẻ, từ sử dụng súng đến siết cổ bằng dây. Vì lo dạy dỗ thật tận tình nên ông thầy lấy làm buồn vì trò Sony chê xài dây lối ý xưa quá, chơi súng như Mỹ ngon hơn, giản dị hơn nhiều. Sony đi với bố đều đặn, chăm chỉ lái xe và bao nhiêu việc lặt vặt cũng một tay nó làm đỡ. 2 năm liền, nó là một tuyếp cậu cả con ông chủ, làm ăn tà tà, chẳng cần hang xài sốt sắn. Trong khi đó thằng bạn mồ côi Tom Hagen, nó dẫn về từ dạo đó, vẫn học tiếp lên đại học. Thằng Fred chưa xong trung học và Michael đang ngồi tiểu học. Con bé Connie mới lên 4, nhà đã dọn sang một căn lầu rộng vùng Bronx, nhưng ông Trùm có ý mua trọn khu đất ở bên Long Beach cất nhà. 5-3 căn quay quần với nhau như dự tính bấy lâu nay. Victor Corleone là người nhìn xa, giới giang hồ làm ăn ngoài lề pháp luật ở Mỹ quả 5 bè 7 mối, đô thị nào chẳng có vài ba cánh tranh ăn đụng độ liên miên. Mấy đàn anh lên được là đòi chia đất, lấn đất. Một giang sơn của Vito Corleone mà không lo thủ kỹ thế nào cũng có thằng nhảy vô phá, tranh ăn, đâm chém nhau nhiều bao nhiêu, chỉ mau chết bấy nhiêu. Báo chí chính quyền sẽ dịn vào đó yêu cầu pháp luật thẳng tay trừng trị, cảnh sát sẽ đàn áp mạnh dư luận mà phẫn uất quá độ, ắt tự do dân chủ gì cũng tạm thời cúp hết, và giới giang hồ sẽ chết nhè răng với nhau. Đó là lý do xong công việc nội bộ, ông Trùm Corleone muốn đứng ra hòa giải các nhóm đường chiến ở New York và sau đó trên toàn quốc. Đối với Vito Corleone, đó là một sứ mạng mà chẳng nguy hiểm gì mà phải ngại. Bèn để ra 1 năm trời để dò dẫm tiếp xúc đủ mặt thủ lãnh của New York để cùng thử vạch kế hoạch chia đất, chia ảnh hưởng. Sẽ tiến tới một liên hiệp, một tổ hợp, nhưng liên kết ra sao nối bằng phe nhóm, quyền lợi chung chạm nhau rầm rầm. Như bất cứ một vị lãnh chúa nào từng đặt để ra luật pháp và trật tự cho xã hội, ông Trùm Corleone đi đến một quyết định: phải chặt bớt, triệt bỏ bằng hết những phe nhóm không ra hồn,
chỉ một số vừa dặn để quyền tồn tại và lúc ấy mới có thể nói chuyện trật tự, kỷ luật. Được tồn tại vỏn vẹn 5-6 cánh, 5-6 họ có thực lực, còn bao nhiêu bắt buộc phải giải nghệ. Mấy thằng bàn tay đen bắn mướn cá ké, bọn cá mập không gốc, bọn bao đề sổ số không có thầy chú che chở để làm ăn đàng hoàng là phải đi hết. Chậm chạp là bị cánh Corleone coi như có nhiệm vụ quét liền. Vito Corleone đã tung tối đa lực lượng vào vụ tổng càn quét nổ ước, vậy mà cũng phải mất 3 năm và cũng không hiểm ra gì. Lần gay go nhất tưởng đầu ông trùm suýt đi luôn, mấy thằng chuyên viên đánh gấm, dốc ái nhĩ lan, xưa nay đứng đầu quen làm ăn lẻ. Nghe nói bị cánh Corleone bôi tên bèn liều chết xông vô tới nổ, một ăn hai mất mạng. Hàng sau an ninh của Vito Corleone đúng cho bằng hết, nhưng vẫn lọt lưới một thằng trước khi ăn đạn nát thay. Nó cố để cho bằng được một phát vào ngực ngay tay tổ. Ông bố nằm dưỡng thương, cậu con cả ông chủ Sony Corleone thừa dịp ra tay, lựa người lập một toán đánh đấm riêng, cắp bon Sony làm lì, chứng tỏ biệt tài, đánh đường phố. Nó không tính toán nhiều bố mà bắn là bắn tàn nhẫn, vỏn vẹn có 3 năm, từ 35, 36, 37, Sony thành lập đao thủ phủ, tay súng khôn nhất, đáng gồm nhất trong giới giang hồ Mỹ Quốc, chỉ nhường Luca Brasi ở khoảng tàn độc. Hồi đó, còn thằng dân chơi thứ dữ ái nhĩ lan nào lọt sổ là một tay Luca Brasi sụt sạo rượt theo bô sổ bằng hết. Có mỗi mình nó xách súng đi làm ăn mà bọn làm ăn lẽ bị quốc tơi bời thảm hại quá, nên một ông trùm có tiếng trọng sáu họ lớn nữ ước phải lên tiếng can thiệp. Vừa có ý đứng ra bảo vệ, Luca cảnh cáo bắn chết tươi. Cũng may sau đó ông trùm Corleone bình phục, kịp thời dàn xếp cho yên. Từ năm 1937, giới giang hồ nổ ước hết sóng gió, lâu lâu mới có một vụ hiểu lầm nho nhỏ, một vụ nổ súng lẻ tẻ, dù cũng có người chết. Gặp buổi bình thời, ông trùm Corleone vẫn không ngừng cảnh giác, như lãnh chúa lo bảo vệ thành trì không cho bọn rợ xâm phạm giang sơn, cũng phải nhìn ra thế giới bên ngoài để biết Hitler đang lên, Tây Ban Nha mất ăn lê, chạy mặt Đức ở Munich. Điều này phải đại chiến thế giới, mà chiến tranh dám gây ra rất nhiều phiền toái. Nhưng vững vàng như giang sơn nhà Corleone thì khỏi sợ, biết nhìn xa thì chiến tranh còn là dịp làm giàu mau, tha hồ bốc lớn nữa, miễn mình thái bình mà thôi. Là người viễn kiến, Vito Corleone làm một cuộc du thuyết vận động toàn quốc. Sứ giả hòa bình trong giới giang hồ giữa năm 39 đã có công lập bản thỏa ước giữa tất cả các phe nhóm anh em, in hệt như hiến pháp Hiệp Trung Quốc. Bản thỏa ước nhìn nhận chủ quyền từng phe từng nhóm, chia đất, chia ảnh hưởng để duy trì hòa bình trong giới giang hồ. Thế chiến thứ hai bùng nổ vào năm 1941, Hoa Kỳ tham chiến thì rúng động cả nước, nhưng giang sơn biệt lập của Corleone còn thái bình hơn bao giờ hết, để lợi dụng thời cơ hốt bạc như bất kỳ ngành kỹ nghệ sản xuất nào. Bông thực phẩm, bông xăng cũng là tiền, mà giấy phép xuất ngoại cũng có ăn không có ít. Cánh Corleone bắt đầu áp phe đấu thầu cung cấp cho Bộ Quốc phòng và tha hồ phát động mua vải cho các hãng may cắt không đủ dịp vải làm. Ông trùm còn lo cho bọn thủ hạ đang phục vụ cho mình đúng tuổi quân dịch khỏi phải đi lính, đánh nhau ở tận mãi đâu đâu, thông lưng với bọn quân y sĩ trước khi khám sức khỏe, uống bậy vô một thứ thuốc nào đó hoặc gài bằng được một cái tên nào đó vào danh sách những thằng được quyền hoãn dịch vì cần thiết cho kỹ nghệ quốc phòng. Dĩ nhiên ông trùm Corleone có quyền vênh mặt, tụi bay là người của tao, ở trong giang sơn của tao, phục vụ cho tao thì đại chiến cũng có sao đâu. Tin tưởng ở luật pháp trật tự xã hội như chúng nó thử coi, cả triệu thằng chết mất xác. Gạt có chút xíu là giữa lúc đó cậu Út Michael bỗng xung phong nhập ngũ để phục vụ tổ quốc. Mấy thằng nhãi con cái nhà lạ quá cũng rầm rầm tình nguyện. Có thằng dám trả lời ông Capone rằng: xứ sở này ban ơn cho tôi nhiều quá. Nghe thuật lại, ông trùm Corleone quát mắt: ê, còn tao đây, tao không ban, tao không tấu. Lẽ ra là bọn nó phải mệt rồi, nhưng không lẽ con mình cũng làm vậy, không trừng mắt, không trừng phạt mà nhà hỏi tội bọn nó, đành phải bỏ qua. Thế chiến thứ hai chấm dứt là ông trùm Corleone biết đã đến lúc giang sơn mình phải đặt lại vấn đề làm ăn lần nữa cho thích hợp với thế giới bên ngoài. Ông tự tin làm được, khỏi sợ thua thiệt vì từng có kinh nghiệm sống, ít ra cũng có hai vụ làm ông trùm mở mắt.
Trước hết là vụ cướp ngày mà vợ chồng thằng Nazorin là nạn nhân. Lâu rồi hồi đó tụi nó mới chịu cưới nhau, lo đi mướn nhà ở riêng và dám để ra hẳn $300 tiền mồ hôi nước mắt để sắm đủ thứ bàn ghế giường ngủ cần thiết cho tổ ấm. Ông nhà thầu cung cấp đồ gỗ chốt tiền lẻ lẻ, hẹn tuần sau giao đồ, nhưng đồ làm sao có. Khi cũng ngay tuần sau hẳn bị tuyên bố khánh tận tài sản, kho hàng niêm phong, chờ bán đấu giá trả lại cho chủ nợ. Dĩ nhiên bao nhiêu chủ nợ bu lại, nhưng con nợ biệt luôn để khỏi nghe chửi. Đào quá, vợ chồng Nazorin đi hỏi luật sư mới hai việc đó vô đơn điện đòi nợ. Vô đơn kiện đòi nợ, tòa xử tới xử lui cỡ vài ba năm sau thì hy vọng được hoàn trả lại tiền là may nhất được cỡ 1/10. Nghe chuyện ông trùm Colioni ngạc nhiên. À, vậy là nó ma giáo, lách qua luật pháp rồi, chủ nợ làm gì được. Villa xe hơi đi lắc, toàn đứng tên vợ. Việc làm ăn là của công ty, mà nó chỉ là một trong những người có phần hùng, nghĩa là trách nhiệm cũng có chớ. Nhưng vô cùng hữu hạn, luật pháp là như vậy. Nhưng có lẽ nào vợ chồng thằng thợ làm bánh Nazorin nạp tiền xương máu cho ông nhà thầu nuôi con ăn học đại học. Nó sắp bị tuyên bố khánh tận, mà còn tính khô nhận $300 mà. Việc giải quyết quá dễ. Ông Cossilieri Genso chỉ đến tận nơi nói phải quấy mấy phút là ông nhà thầu láo cá biết nguy cơ nuốt không nổi, bèn nhả ra đủ số bạc cho riêng vợ chồng ông chủ nợ Nazorin. Sau đó là một vụ có hậu quả nặng nề hơn. Khoảng 1939, Vito Corleone đã tính dọn nhà ra nổ ước, chọn một vùng ngoại ô hay tỉnh lỵ nào đó cho thanh vắng và chẳng ai biết đến mình. Con cái cũng muốn cho học trường lớn cùng với những con nhà đàng hoàng, bèn mua luôn cư xá ở Long Beach, nhà có sẵn 4 căn và đất còn nhiều. Năm đó Sony sắp lấy vợ, vậy vợ chồng cho nó một căn, ông bà trùm một, nhà Genso Abadando một và một căn để trống. Mới dọn nhà được tuần lễ thì có ba ông thợ đi cầm nhông đến viếng, tự xưng có bổn phận xem xét ống lò khắp thị xã. Thằng cận vệ của ông trùm dẫn vô, đưa xuống nhà dưới xét lò sưởi, trong khi ông bà trùm và Sony ngồi hứng gió biển ở ngoài vườn. Ông trùm Corleone đã có vẻ bất mãn khi bị thằng cận vệ mời vô coi ba công nhân nhà nước, khi không lại hùng hục giữa cái trò bất hợp lệ, làm nát cả cái nền xi măng. Cả ba ông cùng bữa con hung hăng, ông xếp còn la: "Lò nhà này hư hết, muốn sửa chữa, đặt lại cho đúng luật thành phố thì ông chủ cho xin $150 tiền là mua các bộ phận thay thế và công nhân, bằng không thì vệ sinh sẽ không cho phép xài. Đây có cái giấy này tụi tôi dán lên đó là chẳng có ai đòi xét nữa." Hắn vừa nói vừa nhăm nhở chìa một lá bùa đo đỏ, ông trùm lấy làm thú vị. Cả tuần nay bỏ bê công làm chuyện làm ăn, chỉ lo nhà lo cửa cho xong, đã có ý chán ngấy, bèn cố tình sửa giọng thật nhà quê: "À, nếu tôi không đưa tiền cho mấy ông thì cái lò này sẽ ra sao?" "À, thì nó cứ nằm y nguyên như thế này." Hắn điểm một cái nhúng dài, đưa tay chỉ đóng bộ phận lò sưởi vừa gỡ ra nằm la liệt dưới đất. Ông trùm bèn hẹn: "À, chờ tôi đi lấy tiền." Rồi trở ra vườn bảo Sony: "Mày vô coi mấy ông thợ làm lò, họ nói gì tao chẳng hiểu, mày vô tính cho xong chuyện." Dĩ nhiên đâu phải trò đùa mà thôi, còn là dịp tốt để thử thách chân cẳng Sony xem cậu cả con ông chủ xử trí như thế nào. Lối xử trí của Sony chẳng hợp với ông bố chút nào, nó phủ quá, thiếu chất tế nhị truyền thống Sicily. Nó là bố xua, giọng ào ào, thiếu cái bén nhọn có một mũi dùi nhọn quá. Vì vừa nghe hiểu ý ông sếp muốn gì là Sony rút súng ra quát bọn cận vệ tổng quốc cho ba ông khách mở hàng, rồi bắt đặt lại lò ngay ngắn thu xếp cái nền gạch cho xong. Xét người té ra ba ông chẳng phải là người nhà nước mà là thợ làm công cho một hãng sửa chữa nhà ở quận Suffolk. Nó lấy địa chỉ tên tuổi ông chủ đoạn thải ba ông lên xe cam nhông dọa: "Chớ có để cho tao thấy mặt ở vùng này, tao mà gặp là tụi bay là dế nằm trên cổ." Hồi đó Santino Corleone có lối xử trí công việc gọn gàng như vậy, hiền hơn sau này nhiều và ưa lành mạnh quá địa phương nó sống.
Ông chủ hãng sửa chữa nhà phố được Sony Gretham yêu cầu chứ có gửi nhân viên đi xét lò ở vùng Long Beach mà mang quả. Sau khi bắt bộ với ông cò địa phương thì cứ có án mạng cướp của giết người của dân chuyên nghiệp dính vô là Sony có ngay bản sao tờ trình. Chưa đầy một năm mà Long Beach đâm hiền nhất nước Mỹ, mấy dân ăn hồ ở chĩa hay côn đồ anh chị đều được cảnh cáo đi nơi khác làm ăn. Bấn bỉnh nấn ná làm một cú thì được, tái phạm cú nữa là kẻ như tuyệt tích. Mấy thằng bịp đi bán đồ hay đóng kịch vờ vẫn vô dọn nhà ở địa phương khác, tới Long Beach là được khuyến cáo đi chỗ khác chơi thật lịch sự. Cứ ở lại làm càng rồi cũng phải đi, nhưng chắc chắn sẽ đi bằng xe hồng thập tự. Ngày mấy thằng con ông cháu cha nổi chứng côn đồ tụ họp phá làng phá xóm còn bị mời gấp đi phương khác. Đừng có ở lại làm dơ Long Beach, làm gì không có đô thị gương mẫu. Vụ cướp ngày của những thằng bề ngoài kinh doanh hoàn toàn hợp pháp, nhưng bên trong lợi dụng từng sơ hở nhỏ của luật pháp để cướp cơm chim của ông trùm Corleone mở mắt. Một người tài trí như ổng phải có đất sống chính thức, có địa vị ngon lành ở ngay trong cái xã hội lương thiện hợp pháp. Mà cậu Vito Corleone ngày nào từng bị cấm cửa phải chuẩn bị đủ điều kiện. Đó là những ngày Vito Corleone sống yên vui trong cư xá Long Beach, tà tàn ngự trị và mở rộng phạm vi hoạt động của Giang Sơn Nhà cho đến ngày thằng đường thổ Solozo xuất hiện. Vì nó mà gia đình Corleone lại một phen lâm chiến, và lần này vừa nổ súng là ông trùm gục đầu tiên để vật lộn với tử thần trên giường bệnh. Chương thứ 15. Một thị trấn nhỏ hiền hòa như New Hampshire thì có cái gì lạ lạ một chút mà thoát khỏi cặp mắt những bà nội trợ tối ngày lo hé cửa sổ nhìn ra, và những ông chủ bà chủ tiệm ngồi trong hàng để mắt ở ngoài đường. Chiếc xe đang mang bản hiệu nữ ước vừa tớp trước nhà ông bà mục sư Adams có vài phút mà cả thành phố đều hay. Cô sinh viên Kay Adams đang gạo bài thi trong phòng, tính xuống nhà ăn cơm trưa cũng lấy làm lạ, hé màn coi, thấy có tớp trước sân nhà mình, nàng hiểu ngay. Lại thấy mặt hai gã bậm trợn trông cứ như găng tơ trong cine, trong xe nhảy ra là Kay phải bay xuống đích thân mở cửa. Chắc người nhà của Michael nên phải lo hỏi chặn đầu, chớ để đụng đầu ông bà già trước. Chẳng xấu xa hèn kém gì mà phải mắc cỡ, chẳng qua ba má nàng hơi cổ một chút, đúng tiếp trí thức chính hiệu miền Đông, sợ không hiểu sao cô con cưng lại quen biết cả hạng người này. Chuông vừa reo là Kê đã chắn ngay trước cửa, còn nói vọng vào cho bà già hay, có con mở rồi. Hai gã đứng lù lù, một thằng đưa bàn tay vô nách, làm như găng tơ rút súng, làm Kê há mồm ngạc nhiên, nhưng hắn ta chỉ lôi ra chiếc ví, mở bật cho thấy tấm thẻ hành sự. Tôi là thanh tra công an John Phillips, và đây là bạn đồng sự Shirani. Nếu tôi không lầm, cô đây là Kay Adams. Kay gật đầu, ngó ông đồng sự mặt đen thui, lông mày chỗ sẽ rậm đen. À, chúng tôi muốn hầu chuyện với cô vài phút về cái vụ Michael Corleone. Nàng bèn mời họ vô, liếc lên trên lầu thấy ông già thoát lót cái đầu ra ngó. À, cái gì đấy con? Mục sư Adams là cha sở Baptist, còn nổi tiếng là một học giả tóc bạc xám, người gầy gò trông thật trang nghiêm đạo đức và hiền triết đến độ chính con gái cũng không hiểu nổi bố, làm như ổng lờ là không buồn để ý đến những thực sự yêu thương con ghê gớm, nên khi có tội gì phải giấu giếm cái vụ này. À, thưa cha, hai ông công an muốn hỏi về một người bạn trai. À, sao con không mời vô phòng việc của cha? À, thưa ông, có lẽ để chúng tôi nói riêng với cô kia tiện hơn. Thanh tra Philip tưởng đâu ổng muốn nghe nên lo chặn trước, nào ngờ ông già cứ thản nhiên coi như chẳng có chuyện gì mà còn trả lời rất lịch sự. À, cái đó tùy theo con tôi, nếu nó muốn kê, con muốn nói riêng với họ hay con muốn có cha ở cạnh con, à hay để má con. Ê, thôi cha, con nói riêng được mà. Vậy xin mời vô phòng làm việc có tôi tiện hơn, nếu cần nói lâu thì tiện dùng bữa cơm trưa luôn.
Sau khi nhã nhặn từ chối, họ đi theo Kay vô văn phòng. Nàng ngồi chững chạc trên chiếc ghế da bự của ông già, làm khi cả hai ông công an cùng ngượng ngùng ngồi ở mép đi văn. Khó vô đề quá. Sau cùng thanh tra Philip đặt câu hỏi. À cô Kay, xin cô cho biết sự thật. Nội 3 tuần qua, cô có gặp Michael Corleone hay nghe nói hắn ở đâu không? Chỉ có một câu hỏi đó làm Kay gần như biết hết sự việc. Mấy tờ báo lớn ở Boston chạy những hàng tích lớn về vụ một đại quý cảnh sát và một thằng cha buôn lậu ma túy tên Vigil Solozo vừa bị hạ sát cùng một lúc đó sao. Có tờ còn cho rằng vụ này thế nào cũng dây dưa đến trận đánh lớn của cánh Corleone. Kay rất tỉnh táo lắc đầu. Không, lần cuối cùng tụi tôi gặp nhau là đêm Michael vô nhà thương thăm ông già, có lẽ đến một tháng rồi. À, cái vụ gặp gỡ đó tụi tôi có biết hết. Tôi muốn biết sao đó kìa. Dĩ nhiên Kay lắc đầu. Không, thanh tra Philip lên tiếng dặn hờ. À, nếu có gặp Michael xin cho tụi tôi hay gấp, có chuyện vô cùng quan trọng liên quan đến hắn. Xin cho cô hay là cô có thể bị kẹt nếu tiếp tục tiếp xúc. Còn giúp đỡ hắn dưới bất kỳ hình thức nào thì nguy hiểm không để đâu cho hết. Kay ngồi thẳng lên giống dạc. Coi, tại sao không giúp đỡ kìa, tụi tôi sắp làm đám cưới, tình nghĩa vợ chồng mà. Thanh tra Sirani giải thích. À, nếu giúp cô sẽ bị coi như tầm phạm sát nhân. Hắn đã hạ sát cả ông đại quý cảnh sát lẫn thằng cha chỉ điểm viên tối hôm đó. Chúng tôi biết rõ Michael bắn đó. Kay bỗng phá lên, giọng cười ha hả, vô tâm quá, tự tin quá, làm hai ông công an ngồi ngơ ngẩn. Nàng nói một hơi. Đời nào có chuyện đó, Michael không bao giờ dính vô mấy cái vụ đó. Các ông tin tôi đi, công chuyện trong nhà hắn còn không hề đụng tới. Tận mắt tôi nhìn thấy bữa cùng về ăn cưới với của con bé, Michael rõ ràng bị coi như người ngoài, chẳng có gì hơn tôi. Nếu các ông phải lùng tìm, có thể vì hắn muốn lánh mặt ít lâu, sợ tên tuổi bị dính vô phiền phức đó thôi. Mấy ông hay bất cứ ai đi nữa, hiểu hắn sao cho bằng tôi. Michael không có gan tờ chút nào. Trái lại, tôi chưa hề thấy một người nào kính trọng pháp luật đến như hắn. Đinh nói dối một câu còn có không, huống hồ chi lại giết người. À, cô quen biết Michael cả bao lâu? À, ngoài một năm. Cả hai cùng cười làm Kay chết giới. Giọng Philip có vẻ thương hại. Ê, còn nhiều chuyện cô không thể biết gì về Michael đâu. Cô có biết cái đêm nó vô nhà thương thăm ông già, đụng đầu một sĩ quan cảnh sát có mặt ở đấy vì công vụ nó đã làm gì không? Nó xông tới hành hung ông đại quý, mà hậu quả đó chính là nó lãnh đủ bể hàm, gãy mấy cây răng. Nó được người nhà đưa về Long Beach. Ngay đêm hôm sau, chính ông đại quý cảnh sát đó bị hạ sát, và Michael thì biệt tâm, biến luôn. Nghề nghiệp của tụi tôi là phải có a văn, mật báo viên. Đứa nào cũng chỉ đích danh Michael Corleone, còn bằng chứng để đưa ra tòa buộc tội thì sức mấy có. Gã hầu bàn có mặt ở phạm trường không nhận ra hình của Michael, nhưng nó cam đoan thấy người sẽ nhận diện lập tức. Còn thằng tài xế của Solo nữa, nó không khai, nhưng nếu tụi tôi dò được Michael thì đương nhiên nó chịu làm chứng liền. Mong cô hiểu điều này để giúp tụi tôi phần nào. Là trước sau thế nào nó cũng bị dồ, chạy đâu cho khỏi. Tụi tôi lo truy tầm ráo riết đã đành. Bên FBI cũng cử a văn đi, và cơ quan nào cũng được lệnh truy nã. Bắn chết một sĩ quan cảnh sát giữa nô ước đâu phải chuyện đùa. Ý, tôi không tin chút nào hết. Kay thản nhiên đáp dậy. Nhưng quả thật là Michael có bị đánh bể hàm đêm hôm đó. Nàng phân vân khó chịu. Có lẽ nào chỉ vì vậy mà một con người như Michael can tội sát nhân. Đúng, lúc ấy Philip hỏi tới. À, trường hợp của Michael sẽ tiếp xúc với cô, liệu cô có thể cho tụi tôi hay liền? Kay lắc đầu, là Sirani đớp luôn. À, những việc giữa Michael và tụi tôi á, tôi biết, và cô á, tôi biết không có sót. Ngày giờ địa điểm đủ cả. Cô nhớ rằng cuốn sổ hotel còn đó, nhân chứng thì quá nhiều, để lọt ra cho nhà báo là chúng nó đăng liền, và ông và bà già cô chắc chắn sẽ mất mặt. Người đứng đắn tên tuổi như các cụ chịu sao nổi khi cả nước biết cô con cưng đi bắt bồ với một tên gan thơ. Nếu cô không chịu, thì liền bây giờ tôi sẽ mời ông già vô cho ông biết sự thật tức khắc. Kay ngó hắn một lát rồi thong thả đứng lên, đi ra mở cửa. Ông già đang ngậm bích đứng ở cửa sổ. Nàng gọi, cha ơi, cha vô đây chút xíu được không?
Ông già quay lại nhìn mỉm cười đi vô liền, âu yếm khoác tay con. Ổng đi ngay tới trước mặt của hai ông khách. À, có chuyện gì vậy quý vị? Cả hai làm thinh nên khê dục. Đây, cha tôi đây, ông cho biết sự thật đi. Serani đỏ mặt nói. À, xin ông Adam hiểu cho, là vì muốn giúp cô Kê nên tụi tôi phải nói rõ cái vụ này. Cô ấy dính líu tình cảm với một gã bất lương mà tụi tôi có thể quả quyết là thủ phạm vừa hạ sát một sĩ quan cảnh sát. Tôi vừa cho cô ấy hay là nếu không nghe lời tụi tôi thì chắc chắn sẽ gặp nhiều chuyện phiền phức lôi thôi lắm. Hình như cô ấy chưa rõ tầm quan trọng của vụ này nên nhờ cụ nói lại cho cô ấy hiểu dùm. Hey, chuyện khó tin nhỉ? À, thì cô ấy và Michael Corleone đi lại với nhau cả năm nay. Ở hotel nào chẳng ghi ông bà Michael Corleone. Cái ông Michael Corleone đó hiện đang có bị lệnh truy nã liên quan đến cái vụ hạ sát một sĩ quan cảnh sát. Cô ấy không chịu cho tụi tôi biết một tin tức gì. Sự thật là như vậy. Ông có thể cho là chuyện khó tin, nhưng bằng cớ thì tụi tôi có đủ. À không, ông thanh tra hiểu lầm ý của tôi mất rồi. Tôi muốn nói khó tin con bé nhà tôi sẽ gặp phiền phức lâu thôi lắm ấy chứ. Còn cái vụ kia thì trường hợp các ông nhất định cho nó là một thứ. Ủa, danh từ gọi giang hồ gọi là gì nhỉ? À phải rồi, một thứ gái chơi. Ngạc nhiên khi ngước nhìn cha, ông vừa biểu lộ cả một sự băn khoăn, ngờ vực về danh từ một cách thật học giả và tuyệt vời. Rõ ràng, ông muốn cho thấy sự chịu chơi. Quả thật nàng không bao giờ ngờ ông già dám chấp nhận sự việc giản dị tới cỡ đó, nhưng ông kết thúc rất đột ngột. À, tuy nhiên, các ông vẫn tin rằng nếu thằng đó mà ló mặt vô nhà này thì chắc chắn tôi sẽ cấp tốc báo cho nhà chức trách biết liền. Con nhỏ nhà tôi cũng vậy. Bây giờ xin hai ông tha lỗi cho, cơm nước nãy giờ đã nguội cả rồi. Sau đó ổng tiễn khách rất lịch sự, đóng cửa không đến nỗi giọng mạnh nhưng khép một cách quả quyết, rồi cầm lấy tay Khê đi xuống bếp ăn cơm. Khê vừa đi vừa tấm tức khóc, có phần tuổi vì sự thương yêu kính đáo của cha. Ngồi vào bàn ăn thấy mẹ không hỏi han đến cái vụ khóc là biết ổng đã nói gì rồi. Trong khi đó ổng cúi đầu cầu kinh. Bố già phần thứ 16 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo phần thứ 17.